Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Và ngày hôm nay 21 tháng 3, hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Thứ nhất, Lộc Hàm. Nổi tiếng là người điển trai, dễ thương và có nụ cười đẹp mê hồn. Khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp của mình, Lộc Hàm khiến cư dân mạng cảm thấy không phải dễ thương bình thường đâu. Quả thật với nhan sắc cực hoàn hảo của mình thì không biết bao cô gái đã phải gục ngã trước Lộc Hàm. Thứ hai, Hồ Nhất Thiên. Nam thần thanh xuân Hồ Nhất Thiên chắc chắn phải nằm trong bảng xếp hạng này bởi lượng fan của anh chàng vốn dĩ đã rất đông đảo rồi. Nụ cười của Hồ Nhất Thiên khiến cư dân mạng phải đứng hình, nụ cười của anh ấy khiến tôi đờ người mất một lúc. Thứ ba, Dương Dương. Vẻ đẹp hoàn hảo của Dương Dương có lẽ chẳng cần bàn luận nhiều, song nụ cười của Dương Dương mới chính là cực phẩm. Bất cứ cô gái nào từng bắt gặp nụ cười của Dương Dương chắc chắn đều cảm thấy thổn thức, ngọt lịm đến tận tim. Ngoài ra thì cư dân mạng còn nói thêm, lại một vị người tình quốc dân sinh ra để khiêu khích. Quả thật với nhan sắc tuyệt vời của mình thì Dương Dương xứng đáng là người tình quốc dân trong mắt chị em. Thứ tư, Vương Nguyên. Chỉ cần nở nụ cười là lộ ra đôi mắt híp đáng yêu, Vương Nguyên thu hút hàng ngàn lượt fan chắc chắn cũng chỉ nhờ nụ cười này. Thứ năm, Đặng Luân. Chàng nam thần tiếp theo sở hữu nụ cười tươi không cần tưới, gần đây nổi đình nổi đám với Sở Kiều Chuyện, Nghìn Lẻ Một Đêm, Hương Mật Tựa Khói Xương, không ai khác đó chính là Đặng Luân. Đặng Luân sinh ngày 21 tháng 10 năm 1992, là một diễn viên người Trung Quốc, đã tham gia khá nhiều các bộ phim truyền hình nổi tiếng và hiện tại là một nam thần có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn châu Á. Nụ cười của Đặng Luân có thể nói là mang một sức hút khó cưỡng, khóe miệng tươi, vì thế dù Đặng Luân cười như thế nào cũng đều có thể khiến khán giả bất giác cười theo. Thứ 6, Trương Chiết Hạn. Chàng trai tiếp theo sở hữu nụ cười có thể làm tan chảy mọi ánh nhìn đó chính là Trương Chiết Hạn. Trương Chiết Hạn sinh ngày 11 tháng 5 năm 1991, đã từng tham gia rất nhiều phim truyền hình và tạo ra được một số dấu ấn đặc biệt. Gần đây thì với vai diễn Tần Vương Long Phi Dạ trong Vân Tịch Truyện đã được nhiều khán giả yêu mến. Trương Chiết Hạn sở hữu nụ cười có chút nội tâm, ủy khuất nhưng nhìn khá chân thành và cảm động lòng người. Dù trong mỗi bộ phim truyền hình thì Trương Chiết Hạn thể hiện một vai diễn có tính cách khác nhau, nhưng chính nụ cười ấy đã làm cho mỗi vai diễn trở nên chân thật hơn. Nhìn Trương Chiết Hạn cười có lẽ khán giả sẽ còn thấy yêu thương ám ảnh rất lâu. Thứ 7, Chu Nhất Long. Một nam diễn viên khác có nụ cười giết người đó chính là thầy thẩm Chu Nhất Long. Chu Nhất Long sinh ngày 16 tháng 4 năm 1988, nổi tiếng với vai diễn Thẩm Nguy trong web drama Trấn Hồn. Và vai diễn trong bộ phim của Chu Nhất Long là một hắc bào sứ nghiêm túc, máu lạnh, chấp chấp như lệnh, lúc nào cũng trưng ra cho khán giả thấy một bộ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng thực chất thì ngoài đời Chu Nhất Long cũng là một chàng trai hay cười, sở hữu làn da trắng muốt, ánh mắt long lanh như hồ thu, cộng thêm nụ cười cực kỳ đáng yêu. Chu Nhất Long đã thành công hấp hồn rất nhiều khán giả nữ, hậu cung của Tiểu Long Bao cũng có không biết bao nhiêu là nữ nhân. Thứ 8, Hứa Khải. Hứa Khải là một diễn viên người Quảng Đông Trung Quốc, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1995, xuất thân từ nghề người mẫu. Năm 2018 thì Hứa Khải có cơ hội vụt sáng thành sao qua vai diễn Phố Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược. Nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng và nghiêm túc trong Diên Hy Công Lược và các bộ phim như Chiều Ca và Chiều Diêu, nụ cười vừa có nét đáng yêu tinh nghịch lại có chút xấu xa khiến khán giả không thể nào không chú ý. Hứa Khải rất hay cười mỉm, có đôi lúc cười gian nhưng nụ cười vui vẻ sảng khoái của anh chàng mới là cực phẩm ngọt ngào đến sâu răng. Thứ 9, Trần Vĩ Đình. Siêu cấp nam thần cười bất chấp đó chính là Trần Vĩ Đình, nam diễn viên ca sĩ người Hồng Kông. Trần Vĩ Đình sinh ngày 21 tháng 11 năm 1985, trước khi nổi tiếng với vai diễn đại sư huynh Lăng Việt trong Cổ Kiếm Khi Đàm, Trần Vĩ Đình đã có một thời gian dài lăn lộn với các chương trình ca nhạc và các vai diễn lớn nhỏ ở thị trường Hồng Kông nhưng vẫn chưa thực sự được công nhận. Sau khi tấn công sang thị trường đại lục thì Trần Vĩ Đình đã gặt hái được rất nhiều thành công. Với khuôn mặt của mình, Trần Vĩ Đình hay được giao cho các vai lạnh lùng nghiêm túc, nhưng sự thật đằng sau khuôn mặt ấy là một nam thần kinh, ham chơi, ham cười, bất chấp mọi loại địa hình, thời tiết và hoàn cảnh. Trần Vĩ Đình khi cười mỉm thì có chút gian manh, xấu xa, nhưng cười tươi lại như một đóa hướng dương nở rộ. Nụ cười của Trần Vĩ Đình đẹp cả hình lẫn tiếng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Và có lẽ chính nụ cười vô tư như thế đã khiến cho chàng nam thần của chúng ta trẻ mãi không già. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất của trong ngày.